Bật nhóm cây rau chung vịt ha. Rau chung rau mua nhiệt lượng rau spinach. Mình rửa sạch rồi mình cho vô cái tô như vậy ha. Rồi ở đây mình có hai cái nấm ha, thì nấm các bạn có thể lấy nấm nhỏ, nấm lớn cũng được ha. Mình có nấm nào mình làm nấm đó. Thì mình có cái nấm lớn này thì mình sử dụng cái nấm lớn này. Thì các bạn cứ cắt nhỏ nha, cỡ nào cũng được. Đây mình có khoai tây ha, khoai tây thì cái loại này có xài vỏ luôn ha các bạn ha. Thì mình đã luộc sơ nó rồi, luộc sơ nó rồi thì mình cứ cho nó mềm á, tại vì cái khoai tây thì nó cứng, nếu mà mình nướng chung á thì nó sẽ không có ấy ha. Thì mình cắt nhỏ ra, cỡ nào cũng được hết, bỏ vô đây, vô đây luôn. Xong bây giờ mình sẽ cho bí đỏ, bây giờ bí đỏ mình sẽ gọt nha. Bí đỏ thì bóc vỏ nó ra, rửa sạch rồi gọt, gọt bỏ vỏ. Sau khi bỏ vỏ rồi mình cũng xắt nhỏ nhỏ mỏng như vậy, bỏ vô. Thì mình thịt ong bí nhiều thì mình bỏ, nhưng mà mình bỏ thứ một chút, mình trộn cho nó vừa đủ ha các bạn ha, đừng nhiều quá cũng đừng ít quá. Thì cái món này thì nó giống như là đủ thứ rau củ quả trộn. Rồi mình đi nướng thành một cái loại bánh mà có rau củ quả rất là ngon. Thì cái màu sắc cũng vậy, mình có thể pha trộn ha, màu giống như là mình có thể sử dụng luôn cái bí ngồi á, là zucchini á, để mình cắt ra mình bỏ vô chung. Rồi mình có thể sử dụng cái cà tím và cái cá xí cùm, nó ớt chuông xanh đỏ vàng gì đó. Thì khi mình nướng xong nó ra màu rất là đẹp ha, nó đủ màu, thì cái món của mình nó sẽ có màu sắc rất là ngon. Bạn cũng có thể cho khoai lang vô cũng được đó, nhưng mà thì nó ngọt, nhưng mà mình thì không bỏ khoai lang. Đó, bí thì phải như đây đủ, không có nhiều quá. Mình sử dụng cái ớt chuông đỏ mà nó nướng rồi đó, mình nó ngâm trong cái hũ như vậy ha đó, các bạn. Thì nếu các bạn không có cái loại này thì các bạn có thể sử dụng cái ớt chuông tươi cũng được. Mình các bạn bỏ cắt vô, bỏ vô ha. Thì mình ở đây mình có cái ớt chuông này nó nướng sẵn, nó ngâm trong cái dầu ăn rất là thơm. Mình cho vô cái thang của mình luôn, cho vô như vậy. Bây giờ mình có màu đỏ của ớt chuông ha, màu vàng của bí đỏ, màu trắng của nấm và xanh của lá ha. Và khoai tây thì cũng màu trắng. Rồi thì giống như mình nói, các bạn thích ăn cái gì thì các bạn cho vô cái đó, không sợ hết. Tại cái món này nó cũng tương đối là dễ, rau củ quả mình thích cái gì mình bỏ đó. Bây giờ tới phần hột gà ha. Thì với cái liều lượng rau như vậy thì mình sẽ cho vô đây khoảng 7-8 hột gà. Thì cái món này là quan trọng là cái hột gà ha các bạn ha. Trước mình coi nó trộn lên cho nó vừa chưa. Tại vì các bạn nếu các bạn làm rau củ quả nhiều thì các bạn cho hột gà nhiều chút xíu ha, miễn là cái phần hột gà nó trộn đều với cái rau củ quả mình, cho nó tạo thành cái chất dính khi mình nướng. Rồi, ở đây mình có cái thick cream ha, thick cream có nghĩa là cái kem tươi mà nó không biết tiếng Việt, kem tươi nó đặc như vậy ha. Thì mình cho vô đây khoảng chừng một cup đi, thì các bạn dễ tính ha. Nếu mà nửa cái hũ này có hũ lớn hũ nhỏ cho nên một cup là khoảng một chén ăn cơm đi. Cái này thì nó là tạo nên cái chất béo cho cái món ăn của mình. Cái này thì giống như là rau củ quả thôi, nhưng mà nó không thể lọt vô cái món chay được. Vậy các bạn biết tại sao nó không lọt vô cái món chay được? Tại vì mình có chế hột gà với là sữa, hột gà với là kem á, với lại phô mai,
cho nên một chút xíu nữa là mình bỏ phô mai đi nữa thì nó sẽ không phải nào là món chay được, nhưng mà nó là dành cho những người mà không ăn thịt, nhưng mà cũng không phải là dạng ăn chay ha. Có chút xíu mặt tím trong cái tô của mình ha, thì mình sẽ cho vô đây một củ hành tím. Thì cái hành tím cũng vậy ha, các bạn cứ cắt nát muối cam hay là cắt gì cũng được, bỏ vô đây trộn. Khi mình nướng nó, cái hỗn hợp của mình nó sẽ nó mềm, nó dính lại nhau, nó tạo nên nó thơm như vậy kia. Rồi bây giờ ở đây mình có cái feta cheese ha, feta cheese. Thì cái loại này thì mình nướng nó không có tan chảy ha, nó vẫn giữ được nguyên cái cục của feta, của cái cục phô mai. Mình rất là thích ăn cái này tại vì nó rất là thơm. Đây, feta. Mình sẽ bóp nhỏ nó ra, mình bỏ chung vô. Mình sẽ cho vô cục cục như vậy. Khi mình nướng nó vẫn còn nằm ở trong ha. Một lần nữa mình trộn đều lên cái hỗn hợp của mình, nó đủ chưa? Các bạn thích cái gì các bạn cho vô này, rồi các bạn để nướng ha. Thì mình sẽ cho vô đây tiêu. Để đợi muối. Mình cho chút xíu muối. Chi sô ha. Muối này nó không có đến nông mặn, tại vì chi nó cũng có chút xíu vị mặn rồi ha. Đó, mình cho chút xíu muối vậy thôi. Chi này ha các bạn ha, mình sẽ cho vào đây khoảng từ một chén chi. Cái này thì các bạn đừng có sợ là nó mập, tại vì ăn thật sự khi mà mập rồi á, các bạn không ăn nó vẫn mập như thường. Cho nên mình cứ ăn uống mình cứ thoải mái đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Mình cử kiêng này cử kiêng kia, có nhiều người cao nguyên ngày không ăn gì hết, tới lúc có mập nó vẫn là mập ha. Thì cái này rau củ quả xong thì rất là tốt cho sức khỏe, rất là ngon nữa. Còn miếng hành lá vậy mình cho vô luôn. Rồi món này món tây, nhưng mà mình thích nó thơm thơm ha, cho nên mình sẽ cho vô đây tỏi phi ha. Mình sẽ cho vô một muỗng cà phê tỏi phi luôn, ớt ngọt ha, mình cho thêm chút xíu cho nó thơm thơm ha các bạn ha. Rồi mình trộn đều luôn. Đấy, cái dĩa này mình nướng thì nó không có dính ha, mình cho vô một vô. Nếu không thì các bạn nướng bằng dĩa nhôm thì các bạn lót giấy để chống dính dĩa nướng. Rồi mình ém nó xuống, mình xếp cho nó ngay ngắn lại. Thì khi mình nướng xong nó ra nó sẽ dính lại với nhau, nó thành một cái hỗn hợp rất là ngon. Rồi cái này xong, đây qua một bên. Ở đây mình có ba cái chung nhỏ để mình làm mấy cái bánh nhỏ ha. Cho vô lò mình nướng ha. Nướng để lửa 180 độ C. Rồi lửa trên, lửa dưới. Mình nướng chừng tiếng đồng hồ. Rồi đây là những cái miếng bánh mình đã nướng xong ha các bạn ha. Sau khi mình nướng xong thì mình sẽ để nguội ha. Mình để nguội cho vô tủ lạnh thì mình sẽ dễ cắt hơn nha các bạn. Đó. Mình sẽ trang trí lên đây vài cái cọng cần hay là ngò cũng được để cho nó có cái màu sắc. Thì cái loại này thì các bạn chỉ cần cắt như vậy. Các bạn sắp ra rồi miếng miếng như vậy rồi mình để lên dĩa. Thì khi mà người ta ăn, người ta sẽ gấp một miếng. Cái này là ăn lạnh nha các bạn. Cái này giống như là một cái trứng hấp vậy đó, tương tự như cái trứng hấp của mình, của người Việt mình. Nhưng mà Tây thì họ ăn rau củ quả thì họ hấp với lại những cái trứng và thịt cream và những cái rau củ quả họ thích. Các bạn thích màu sắc nhiều thì các bạn cho thêm những cái rau củ quả có nhiều màu sắc vô.